Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đọc hộp chiếc điện thoại NG QD nha các bạn. Đây là một dòng điện thoại phải nói là gắn kỷ niệm với rất là nhiều người khi mà chơi một thời chơi game hoành tráng nha anh em. Đây, con NG, mã số, email nè anh em. Sản xuất tại Phần Lan nha. Lưu ý tất cả những cái điện thoại ở bên mình đều là điện thoại sưu tầm full box, chưa có sử dụng nha các bạn, hàng full box và chính hãng, không phải là hàng Trung Quốc anh em. Đấy, đây là hàng mình sưu tầm các bạn, chưa có nhu cầu bán nha, hiện tại là chưa có nhu cầu bán bạn. Thời gian quay hiện tại đang là ngày mùng 1/1/2022 nha anh em. Đây, đã chưa, mình sưu tập lâu rồi mà bây giờ mình có mới có cơ hội mình quay nè anh em. Đã chưa, mình hàng ngày mình vẫn còn đang đi sưu tầm điện thoại hàng ngày các bạn. Những mẫu nào mà mình chưa quay là mình sẽ đi mua về mình quay các bạn. Đây, đẹp chưa? Cái đây cục sạc. Cục sạc Nokia sản xuất bởi China. Đây, cái này nhà máy sản xuất cục sạc này tại China nha anh em. Cái mẫu này linh kiện của cục sạc sản xuất tại China. Dây điện chưa xài, đẹp nha. Rồi bỏ lại trong đây. Rồi cục này là cái gì? Đây là tai nghe các bạn. Bật tai nghe này xéo chưa? Đây, bật tai nghe. Đây, quá đẹp luôn anh em. Rồi, một thời huy hoàng. Trời, nó có cái này để kẹp cho trong áo luôn, giữ không? Đó, tai nghe zin nha các bạn, tai nghe zin chính hãng nha. Tất cả đồ mới mình sưu tầm đều là hàng chính hãng Nokia hết. Đây là hàng sưu tầm, không phải là hàng mua để gọi đâu các bạn. Nghe gọi vô tư nha. Ôi giời, bên dưới nó còn cái sách hướng dẫn nè. Tất cả những hàng full box là đều có sách hướng dẫn hết. Sách hướng dẫn ring của Nokia nha các bạn. Rồi, thêm một quyển nữa gì đây. Nokia NG QD. Wow, nó hướng dẫn có cái chức năng nè, cài đặt nè. Đó, zin theo máy nha các bạn. Một cái đĩa, đây, một cái đĩa cài. Đó, zin nha các bạn, đĩa zin nha. Rồi cái quần què gì đây. Cái này mình mới hồi hộp thôi. Mình sẽ còn sạc pin, rồi test game này nọ nha. Cái sim của NG Nokia, lúc mua hãng nó tặng cho cái sim luôn các bạn. Đã chưa? Ok, mình sẽ test sau, trong thời gian mình sẽ test sau coi thử nó sử dụng được hay không, nó còn lên những gì mà. Như là một game, tải game nè. Đó, hồi xưa xài Bluetooth cài game từ máy tính vô bạn. Rồi, tiếp theo. Đây, em nó quá đẹp các bạn. Trời lạnh nó ho mấy các bạn. Nó ho y chang như bị Covid luôn á chứ. Đó, quá đẹp anh em ơi. Rồi, cái này chơi game bả cháy bột chát luôn nha. Đó, có cái thẻ nhớ này. Trời ơi, thẻ nhớ nó to. Giờ chỗ đâu mà bỏ cái thẻ nhớ đó nữa anh trời. Đó, đẹp chưa? Riêng úp lưng không anh em thấy đẹp chưa? Đó, sản xuất tại Finland. Rồi, rất là đẹp nha các bạn. Nghe gọi bình thường nha, tất cả những điện thoại bên mình là nghe gọi bình thường. Đó, quá đẹp nè, không có chạy xước gì luôn nè. Cái đây nó bằng cao su rồi ta. Wow, nó bằng cao su. Nó còn nhiều phiên bản đó các bạn. Mình đang sưu tập những cái phiên bản classic nữa, classic màu trắng nữa. Ở đây có cục pin, con này nó bị mất cục pin các bạn, xài cục pin mới nè. Đó, vô coi nó lên không nha. Quá đã các bạn, nhức nách luôn. Đây, còn bên nhau hết pin rồi các bạn. Nguồn đâu đây, nguồn đây. Đó, thấy chưa anh em, thấy điều gì chưa?
thấy điều gì chưa? Nó chốt quá các bạn. Mình sẽ còn mở gần. Bỏ cái sim vô. Hàm bỏ cái sim vô là không có mở. Không có mở màn hình lên được các bạn. Đó, ok, mình sẽ test với các bạn sao nha. Mình sẽ chơi game cho các bạn nha. Không bỏ sim vô là không có lên. Bỏ sim vô nó mới lên các bạn. Đây, mình chỉ là review cái máy thôi nha anh em. Review cái máy thôi. Đó, anh em thấy máy rất là đẹp nha. Đây là hàng mình sưu tầm hiện tại. Những cái mẫu máy này mình chưa có bán nha các bạn. Khi nào mà mình có nhu cầu bán, mình sẽ thông báo cho các bạn nha. Còn hiện tại mình đang vẫn là sưu tầm để quay video chơi các bạn. Sưu tầm để mình chơi á. Rất là hiếm. Các bạn rất là hiếm để khó kiếm một cái con máy zin như thế này nha. Thông thường thì trên thị trường anh em chỉ mua, người ta bán những cái mẫu máy mà xài từ xưa tới giờ, có sửa thay men, thay màn hình, thay vỏ này nọ, người ta bán chỉ có 200-300 ngàn một cái máy thôi. Trên thị trường rất là nhiều. Và những cái máy đó nó rất là dễ hay bị lỗi vặt nha các bạn. Còn đây là máy máy trong hãng chưa xài, cho nên khỏi sợ lo lỗi các bạn. Nghe gọi bình thường đó. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh điện thoại cổ nha các bạn. Anh em nhớ bấm vào nút đăng ký. Cái đây còn chưa lầu siêu nè. Nhớ bấm vào nút đăng ký để theo dõi kênh video điện thoại cổ nha. Bên mình sẽ review tất cả những dòng điện thoại cổ cho các bạn xem các bạn. Từ Nokia, Samsung, Moto, Siemens. Tất cả thứ ạ. À. Hiện tại mình đang tập trung vào cái dòng Nokia. Sau khi mình xào hết cái dòng Nokia rồi mình chuyển qua những cái dòng khác nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh xe cấp cổ với điện thoại cổ nha các bạn.